Reuters, ngày 12 tháng 5, khoảng 50.000 người Georgia đã tuần hành bất chấp mưa lớn để bày tỏ sự phẫn nộ với Nga. Đến nay, Georgia đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Cụ thể, từ tối ngày 11 tháng 5, tại trung tâm thủ đô Tbilisi, hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành nhằm chống lại một dự luật gây tranh cãi mà họ gọi là luật Nga, đồng thời phản đối chính phủ tìm cách xích lại gần Moscow. Tại trung tâm, dưới cơn mưa như chút nước, những người biểu tình hô vang Georgia nói không với luật Nga, đồng thời vẫy cờ Georgia và cờ Liên minh châu Âu-EU trên quảng trường rộng lớn. Được biết, cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh quốc hội nước này do đảng giấc mơ Georgia cầm quyền, cùng các đồng minh của đảng này kiểm soát, chuẩn bị các phiên điều trần thông qua lần đọc thứ ba và cuối cùng của dự luật này vào ngày 13 tháng 5. Qua ghi nhận, dự luật bị phản đối là về tác nhân nước ngoài, gây tranh cãi suốt hơn một tháng qua. Sự luật đã yêu cầu các tổ chức nhận được hơn 20% nguồn tài trợ tài chính từ thế lực nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp là đại diện có ảnh hưởng nước ngoài. Trong đó, khái niệm thế lực nước ngoài được định nghĩa là các cơ quan chính phủ nước ngoài, các công dân nước ngoài, các pháp nhân được thành lập không theo pháp luật Georgia, cũng như các quỹ, hiệp hội, công ty, nghiệp đoàn và các tổ chức, hiệp hội khác được điều chỉnh theo luật pháp quốc tế. Những người phản đối dự luật mới đã so sánh nó với một đạo luật tương tự có hiệu lực tại Nga từ năm 2012. Theo giới chức phương Tây, luật này vốn được Nga đặt ra nhằm cô lập các tiếng nói thách thức Kremlin, bao gồm các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, các tổ chức truyền thông và các nhóm xã hội dân sự. Đồng thời, nếu dự luật được ban hành sẽ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc hội nhập và ngăn cản Georgia gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Theo chính trị gia Bezina Evanishvili, người sáng lập Đảng Giấc mơ Georgia nhận định, luật tác nhân nước ngoài là cần thiết để ngăn chặn phương Tây cố gắng sử dụng người Georgia làm bia đỡ đạn trong cuộc đối đầu với Nga dự luật được ban hành sẽ thúc đẩy tính minh bạch và chủ quyền quốc gia của georgia tuy nhiên những người phản đối lại cho rằng đảng giấc mơ hay đảng cầm quyền tại georgia muốn thông qua dự luật mới để tìm cách đưa nước cộng hòa từng thuộc liên xô cũ này đến gần nga hơn afp cho biết cuộc tuần hành trên là làn sóng mới nhất trong chuỗi một loạt các cuộc biểu tình chống lại dự luật mới tại georgia diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng georgia tuyên bố chính thức sẽ thúc đẩy dự luật mới Động thái này bất chấp sự phản đối từ những người mà ông cho là thế hệ trẻ bị dẫn dắt sai nên cảm thấy phẫn nộ đối với Nga. Trước đó, vào ngày 1 tháng 5, một cuộc bạo loạn cũng xảy ra tại đây. Hãng thông tấn AFP đưa tin hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô Tbilisi, Georgia vào ngày 1 tháng 5 nhằm phản đối dự luật về đặc vụ nước ngoài mà phe đối lập trong nước và phương Tây cho là lấy cảm hứng từ Nga. Các cuộc biểu tình chống chính phủ Georgia đã diễn ra rầm rộ từ ngày 9 tháng 4 với cấp độ ngày một tăng tiến sau khi đảng giấc mơ tái giới thiệu kế hoạch thông qua đạo luật mới. Năm ngoái, các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến đảng giấc mơ Georgia phải hủy bỏ kế hoạch thực hiện các biện pháp tương tự. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA ngày 1 tháng 5 cho hay, những người biểu tình tại cuộc meeting ở Tbilisi đã tìm cách đốt cửa Nga bằng nhiều cách khác nhau trong khoảng 10 phút nhưng không thành công. Cuối cùng, họ quyết định xé lá cờ. Cụ thể, RIA cho biết các thành viên tham gia cuộc biểu tình chống lại dự luật đặc vụ nước ngoài đã buộc lá quốc kỳ, biểu tượng của Nga trên một trong những cổng dẫn vào tòa nhà quốc hội Georgia. Sau đó, trong khoảng 10 phút, một người biểu tình đã tìm cách đốt cờ bằng bật lửa và diêm, nhiều người đứng quanh cổ vũ. Tuy nhiên, sau 10 phút bất thành, một trong những người biểu tình đã giận dữ giật lá cờ ra và xé nát. Hãng thông tấn Nga đánh giá đây là một hành vi rất quá kích của người biểu tình Georgia trong bối cảnh đang có nhiều cáo buộc rằng Đảng Giấc Mơ Georgia muốn thông qua dự luật mới để tìm cách đưa nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ này đến gần Nga hơn. Tới nửa đêm, lực lượng an ninh đã xịt hơi cay vào đám đông ở quảng trường phía trước tòa nhà quốc hội, buộc những người biểu tình phải giải tán. Hãng thông tấn TASS cho biết, quốc hội Georgia đã tuyên bố mức an ninh đỏ do những người biểu hiện quá khích tìm cách đột nhập vào cơ quan lập pháp. Liên quan đến vụ biểu tình, hãng thông tấn TASS của Nga đã dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Georgia cho biết, cơ quan này phát hiện một số hành động bạo loạn đang được chuẩn bị tại các cuộc biểu tình phản đối dự luật mới, với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ Ukraine, trong đó có cả các công dân Georgia đang chiến đấu chống lại Nga tại Ukraine. Một số người biểu tình cùng vẫy cờ Ukraine bên cạnh cờ Georgia và EU trong các cuộc tuần hành. Trong khi đó, cơ quan an ninh nhà nước Georgia cho biết các huấn luyện viên nước ngoài đang huấn luyện những người biểu tình thực hiện các hành động khiêu khích chống lại cảnh sát và tạo ra sự hỗn loạn tại Georgia họ phát hiện đám đông biểu tình có kế hoạch làm tê liệt các trung tâm giao thông và chặn các tòa nhà chính phủ. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của Georgia. Về phần mình, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ mối liên hệ giữa dự luật đặc vụ nước ngoài của Georgia với Nga. Theo đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, sự luật về đặc vụ nước ngoài đang được thảo luận ở Georgia không thể liên quan tới Nga, bởi Mỹ mới là quốc gia đầu tiên giám sát nội bộ chính trị của mình phải đưa ra cách làm này. Đồng thời, ông Peskov nhận định các cuộc biểu tình râm rộ tại Georgia nhằm chống lại dự luật mới được thúc đẩy từ bên ngoài. Đặc biệt, đại diện Điện Kremlin lưu ý không chắc yếu tố thúc đẩy những người biểu tình ở Georgia tìm cách sử dụng tiến trình chính trị nội bộ này như một công cụ để kích động tình cảm chống Nga đến từ bên trong nội bộ Georgia mà có thể đến từ bên ngoài. Khẳng định thêm quan điểm, ngày 3 tháng 5, đề cập tới các cuộc biểu tình diễn ra tại Georgia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharov lần nữa khẳng định nga chưa bao giờ can thiệp và sẽ không can thiệp vào công việc của nước khác sau loạt cuộc biểu tình cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan đã viết trên nền tảng mạng xã hội x rằng đảng giấc mơ georgia dường như đang cố tình đoạn tuyệt với phương tây ngay cả khi đảng cầm quyền và dư luận georgia ủng hộ việc nước này gia nhập eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato do mỹ đứng đầu theo ông, những thay đổi lập pháp được đề xuất và các hành động đi ngược lại nguyện vọng của người dân Georgia và nhằm mục đích cô lập người Georgia khỏi Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, trong tuyên bố hôm 4 tháng 5, Thủ tướng Georgia Iroki Kobadizai nhận định Mỹ muốn biến Georgia trở thành mặt trận thứ hai nhằm đối phó Nga. Trên thực tế, hai cuộc cách mạng ở Georgia giai đoạn năm 2020 đến 2023 là do Mỹ bảo trợ. Những người thực hiện nhận được hỗ trợ tài chính từ bên ngoài, nếu thành công, Georgia khi đó trở thành mặt trận thứ hai chống Nga. Thủ tướng Georgia không cho biết cụ thể các sự kiện nào trong giai đoạn năm 2020 đến 2023. Quốc gia láng giềng Nga từng đối mặt với những làn sóng biểu tình quy mô lớn nhằm lật đổ chính phủ nhưng bất thành. Tháng 11 năm 2020, một cuộc biểu tình lớn nổ ra ở thủ đô Tbilisi của Georgia sau cuộc bầu cử quốc hội. Phe đối lập cho rằng có gian lận trong bầu cử và đòi bỏ phiếu lại. Tháng 2 năm 2021, Bạo loạn nổ ra sau khi cảnh sát bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập vì cáo buộc kích động bạo lực. Tháng 3 năm 2023, Tbilisi một lần nữa chứng kiến biểu tình quy mô lớn sau khi Quốc hội Georgia xem xét thông qua dự luật đặc vụ nước ngoài. Dự luật yêu cầu các cá nhân và tổ chức nhận trên 20% tài trợ nước ngoài được đưa vào danh sách chịu ảnh hưởng từ nước ngoài. Người ủng hộ nói dự luật làm tăng tính minh bạch trong khi những người phản đối nói đây là phiên bản sao chép của Nga, đe dọa nền dân chủ ở Georgia cũng như cản trở tiến trình xích lại gần hơn với phương Tây. Trước sức ép từ làn sóng biểu tình, sự luật sau đó được chính phủ Georgia rút lại. Kể từ tháng 3 năm nay, sự luật này lại được đưa ra xem xét ở Quốc hội Georgia. Hôm 1 tháng 5, thủ đô Georgia lại chìm trong bạo lực khi người biểu tình cố gắng xông vào tòa nhà quốc hội và đụng độ với cảnh sát. Theo Thủ tướng Georgia, những tuyên bố sai lệch của giới chức Mỹ về dự luật và những cuộc biểu tình gợi lại những gì từng xảy ra giai đoạn năm 2020 đến 2023. Gần đây, Mỹ đã chỉ trích việc Georgia tìm cách thông qua dự luật đặc vụ nước ngoài. Theo AFP và Reuters, các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ tại Georgia khiến Mỹ báo động và lo ngại sâu sắc. Washington cho biết giới chức Georgia phải đưa ra lựa chọn hoặc một đạo luật mang phong cách điện Kremlin hoặc nguyện vọng châu Âu đại tây dương của người dân Georgia. EU và Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng phản đối dự luật mới của Georgia. Cao ủy viên Liên Hợp Quốc về nhân quyền, trong đó, ông Volkertuk đã bày tỏ lo ngại về hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình. Trong khi đó, EU, tổ chức đã cấp tư cách ứng viên cho Georgia vào tháng 12 năm ngoái, đã cảnh báo rằng nếu được thông qua, sự luật mới có thể sẽ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc Georgia hội nhập EU. Theo AFP, Georgia trong nhiều năm qua đã tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ với phương Tây, nhưng đảng giấc mơ cầm quyền của nước này lại đang tìm cách xích tới gần Nga hơn chủ tịch danh dự của đảng giấc mơ, ông Brizina Ivanishvili, được cho là đã đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ với Moscow khi đưa ra lời hẹn về một tương lai bên trong EU. Tháng trước, trong một bài phát biểu hiếm hoi, ông đã đả kích các tổ chức phi chính phủ, gọi họ là giới tinh hoa giả tạo được nuôi dưỡng bởi một quốc gia nước ngoài và đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây thay vì Nga về những gì diễn ra tại Georgia năm 2008 cũng như ở Ukraine từ năm 2012. Làn sóng biểu tình có nguy cơ khiến Georgia chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi mâu thuẫn giữa đảng cầm quyền giấc mơ Georgia với các đảng đối lập gia tăng. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến phần lớn thủ đô của Georgia phải đóng cửa gần như hàng đêm trong suốt một tháng qua. Năm 2022, chính phủ Georgia đã nộp đơn xin gia nhập EU. Tháng 12 năm 2023, EU cấp tư cách ứng cử viên cho Georgia nhưng yêu cầu Tbilisi phải cải cách hệ thống tử pháp và bầu cử, giảm phân cực chính trị, cải thiện tự do báo chí và hạn chế ảnh hưởng của giới tài phiệt trước khi hai bên bắt đầu đàm phán về gia nhập liên minh